Được đấy, nó mới làm nóng cháy. Cho khách thuê à? Ừ. Cái này lấy được 80 củ, 100 củ một tháng. Cái thằng trong đó. Đó, nhấc lên. Anh chuyển cho chị đứng chị quay. Người đăng ký là không ai phải không? Ờ, nhìn phải được rồi. Tiến tới mới lên 1 triệu. À, Huệ Tuyên Quang. Không quay đến à? Hay trồng? Trồng thẳng á? Đi trồng thẳng thì không xử lý được hoa đâu. Nó đâu tốt toàn lá đâu anh. À thế. Cho anh trồng người ta muốn xử lý hoa ra hoa sau đúng dịp rồi. Muốn ra hoa nào cho ra đấy. Thế bây giờ đổ sao? Cỏ ở đây chị trồng cỏ này. Cỏ này. Khoai, với một khoai trắng. Anh thằng ngon không hả? Đến mềm không?
phải kiếm để giống. Vâng. Đây lên, cái hai ấy được mà lên lại này. Hai bên này nó ra đây, họ tút ra rồi đấy, nhưng mà mình ấy cứ tút cho sợ nó tủ tận. Cái như này nữa này. À. Kéo này là được cái bầu nó cứng mà. Đấy, chín tận chín. Đấy, đó này. Đi làm này, những cái dòng nha. Nếu mà thấy sâu quá thì cho thêm mũi đó rồi xuống nha. Cho nó cao lên một tí. Nên cái này đất kín ấy đất kín cái bầu đất này rồi đấy, thứ khoác bóp bóp lấy đất nhỏ vào. Cái này nếu mà to quá lưng lên có nào hòn đá nào thì bỏ ra. Mình cứ vùi kín mới đất này, vùi kín xung quanh này đấy. Đây này, cái đất thứ vô ra đây này, vùi kín chết hết. Bên đây còn một cái bầu ngoài nào không đi? Thank you.
không?
nước đi Linh ơi. Bánh linh đủ.
lấy tay vén này, vén đây là cái gì? Vén cái tay. Thành cơ đi. Nhọn ở đâu? Chắc vì không còn nhọn. Ở nhọn này. Không còn nét đi. Hả? Không còn nét luôn. Bật động mắt. Ừ. Sao lại nhận được gần đâu? Chả biết được luôn. Chịu rồi, còn tắm một lúc rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.